Đam mê câu cá xin chào tất cả các bạn nha. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm một câu cá trôi chép bài mồi mới. Bây giờ mình sẽ lấy bơ nè, sẽ đi rang chung với lại mè nha các bạn. Bơ rang với mè. Đây các bạn, đây là mè của chúng ta nè. Các bạn bỏ mè vô trong chảo trước cho mình. Khoảng nữa ít mè thôi. Các bạn lấy muỗng nè, bạn đổ lên. Ta đều cho nó trở màu lên mùi thơm đó các bạn. Rồi ok. Sau khi nó đã lên cái trở màu đó rồi, các bạn bỏ bơ cho mình. Một muỗng bơ các bạn. Muỗng bơ nhỏ như thế này nè. Muỗng bơ thôi. Là ok. Đấy, bao nhiêu bơ đây nè. Đó. Bơ này các bạn đang lên rất là thơm nha các bạn. Cho chép rất thích, rất thích nha các bạn. Đó, các bạn cứ đảo đều lên. Các bạn dặn nhỏ lửa lại, các bạn đảo đều lên. Rồi các bạn dặn lửa lên. Đã thật đều là ok nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn tiến hành mình rang nọc bọng nha các bạn. Bút lại nọc bọng là ok. Một lạng, yếu một lạng thôi các bạn, không còn nhiều. Bạn cứ đảo đều là ok nha các bạn. Đó, sau khi các bạn đã rang xong rồi, các bạn bỏ ra cái thau chung với lại mè luôn cho mình nha các bạn, là ok nha. Để các bạn bỏ chung vô trong đây nè. Rồi bây giờ các bạn xanh cho mình một lạng đồ xanh nha các bạn. Đồ xanh này không cần nhiều, một lạng là ok rồi. Cho chép rất thích ăn cái đậu xanh này, nó có cái mùi rất là đặc biệt các bạn. Các bạn cứ rang lên theo khác cho mình là ok. Các bạn cứ đảo đều vậy nè, nó lên mùi trở màu vàng ra, lên mùi rất thơm ngắt là ok nha các bạn. Ok, mình đã rang lên mà trở màu thơm khác là ok rồi các bạn. Bỏ ra thau rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm phần tiếp theo nha. Đây các bạn, đây là những phần mình đã làm cho các bạn xem rồi đó. Bây giờ các bạn trộn chung đều với nhau cho mình nha. Đó. Các bạn trộn đều hết luôn. Đậu xanh, đậu phộng với lại mè. Các bạn trộn thật là đều với nhau. Các bạn đem thanh nhuyễn ra nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn chuẩn bị cho mình cắm chim nè. Các bạn chế vô. Chế khoảng ở chừng 2 lạng nha các bạn. Để các bạn xay khi chung với nhau sẽ dễ ok hơn. Ok. Chim này rất là thơm. Các bạn trộn với nhau để cho nó mấy cái phỏng ra rang á, nó giảm cái độ ướt đi nha. Nó xay nó sẽ dễ hơn. Xay nó sẽ ok hơn. Rất là thơm luôn các bạn ơi. Chưa gì hết trơn mà mình mới trộn sơ không lên mùi rất là thơm nè. Thơm ngắt mũi luôn, thơm hăng, thơm khét hăng ngắt mũi luôn, biệt quá các bạn ơi. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ đi xay cho các bạn xem nha. Đây,
Bây giờ mình sẽ xay cho các bạn xem nha. Đây là cái máy xay của chúng ta nè. Đấy. Ok chưa? Đó. Các bạn nên nhớ là các bạn xay lần ít thôi bạn. Các bạn mà xay mà nhiều quá nó sẽ không có nhuyễn nha, sẽ ít thôi, chịu khó ít xíu rồi ok các bạn. Mẹ cuối cùng các bạn ơi. Xong rồi. Đây các bạn. Cái mình đã xay xong rồi, mình sẽ được như như thế này các bạn. Đấy. Mấy cái hộp này nè các bạn bóp đều ra cho mình nè. Lên mùi rất là đặc biệt nha các bạn. Rất ok nha. Đấy. Bạn cứ bóp đều ra. Bạn mùi mới. Sáng tạo các bạn ơi. Xong giờ tiếp là trộn mồi cho bạn xem sữa chua Vinamilk có đường nha các bạn. Đây đây chính là sữa chua Vinamilk có đường nè, các bạn dùng một hộp nha các bạn, ra luôn hộp vô luôn đó. Đã chưa đây, hết phần trong ra bỏ uổng các bạn. Rồi các bạn chọn đều lên cho mình. Đấy, chọn đều lên. Là ok liền. Ngọt ơi, lên mùi ngọt luôn á. Em mình là chính là nha. À, bây giờ đây có thơm có nè, chua có nè, ngọt có nè, hăng có nè, nồng có nè, rồi khét có nè. Đó. Giờ bạn biết còn thiếu gì không bạn? Đó chính là mùi hương dâu á các bạn. Hương dâu. Đấy. Đây là bánh sô lai vị dâu. À, như mồi đây các bạn vô mình từ 2 đến 4 cái là ok các bạn. Đấy, ok rồi. Đây cho lại vị dâu đây. Đây bên trong nó có vị dâu nha các bạn nè. Có mùi hương dâu các bạn. Rất là thơm luôn. Thơm hương dâu luôn. Hai cái. Ba cái đi. Cho ba cái. Nếu mà không hiệu quả thì mình cho thêm thôi. Bóp nhuyễn nghe mình. Đó, nhuyễn ra. Các bạn cứ trộn đều khô. Khi ra ngoài điểm câu, các bạn lấy nước tại điểm câu là các bạn trộn vô nữa các bạn câu được rồi. Các bạn. Đấy. Cái này mình sẽ cho thêm một cái nữa nha các bạn. 4 cái bánh cho xôi lai vị dâu luôn.
thêm cái nữa sẽ ok đấy. Bạn bóp nhuyễn này cho mình là ok các bạn, cứ bóp nhuyễn ra. Ok. Đấy, xong rồi. Mồi đã xong các bạn. Mồi người ta nó thơm thơm cái khác nào mà ngọt chua chua. À, có mùi hương dâu. Làm cho ta có cá trôi chép các bạn. À, đây là đây là bài mồi mới trên kênh của mình. Các bạn nếu thấy hay thì nhớ cho mình xin một like và đừng quên chia sẻ bài mồi này với lại tất cả mọi người nha các bạn. Cùng nhau xem và cùng nhau tham khảo bài mồi mới của mình nha. Chắc mình tin rằng mồi này trên kênh của mình chắc chưa ai có đâu, đọc trên kênh của mình thôi. À, phần này các bạn ra ngoài tìm, ra ngoài tô câu á, các bạn chọn nước tại điểm câu rồi các bạn là ok nha. Các bạn cứ làm khô giống vậy cho mình nè là ok liền thôi, ở đâu rất là đơn giản thôi, dễ hơi dễ làm thôi, không quá tốn, không tốn quá nhiều tiền các bạn, hiệu quả là cao. Ok, vậy là xong rồi. À, các bạn đã xem video của mình. Các bạn nếu hay thì nhớ cho mình xin một like và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình nha. Xin chào. Và mình cũng xin chúc tất cả các bạn là mùa này của mình lên được thật nhiều cá khủng nha các bạn. Và đừng quên ủng hộ mình nha.